xuống check-in ở bờ biển. I think I told you I went really far out. It was a really calm ocean and everything. Uh-huh. It was so peaceful, and all of a sudden I got bit in my toe by a crab, and I must have ran. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với kênh Big Vlog của Mỹ. Ở video trước thì hai vợ chồng Big cùng với cả mọi người đã có một chuyến đi câu cá thật là mỹ mãn. Còn ở video của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không phải bó chân trên thuyền nữa mà sẽ đi chơi loanh quanh thành phố Sebastian. Cụ thể là đi chơi những nơi đâu thì xin mọi người hãy tiếp tục đón xem video của ngày hôm nay. Mọi người ơi, vậy là hai vợ chồng Bích đã đến được cái chỗ bờ biển. Không biết là mọi người có nghe thấy tiếng sóng biển rì rào không? Chứ Bích là nghe thấy rất là rõ. Đây, để Bích sẽ quay camera lại cho mọi người coi nha. Có bạn nào như Bích rất là thích đi ra biển không? Wow, biển đây rất là sạch. Biển sạch mà còn bị đông người nữa. Sóng thì có vẻ hơi mạnh. Ta-da! Đi xuống check-in ở bờ biển. Jason đang kêu là Jason ngày hôm nay cái chỗ ngực vào bị đau bởi vì đi câu cá. Cái cần câu nó kiểu như là lúc mà mỗi lần mà mình kéo lên là phải tựa vào cái phần ngực á. Thế nên là kêu là bị đau ngực. Oh, thích quá mọi người ơi. Thời tiết ở đây rất là tuyệt vời. Mình rất là thích, hai vợ chồng mình cũng thích Florida. Wow, mọi người coi này, sóng ở đây rất là mạnh luôn á. Mình rất thực sự đứng ở xa nhìn vào thì còn ok. Oh no, lại ướt giày nữa này. Ta-da. Rửa giày luôn. Thực sự là sóng ở đây rất là mạnh. Big không là người không biết bơi cũng thấy khá là sợ á. Wow, thực sự là đường bờ biển ở đây rất là sạch luôn á mọi người ạ. Mọi người có thể thấy là cái bãi cát như nó rất là sạch, không có rác luôn á. Tất nhiên là sẽ chỉ có một số những cái rác, nhưng mà toàn là thực vật từ đại dương nó đánh sóng đánh lên á, chứ còn rác dân sinh thì không thấy. Bể, did you? It's been, this remind me of Nha Trang. Yeah. Jason là đã ở Nha Trang mấy lần rồi. How many times were you in Nha Trang? France? Nha Trang. Two times. But one of them was for 2 months. 2 months, yeah. Jason đã có một lần ở Nha Trang tận 2 tháng trời luôn cơ mà mọi người. Biết kể với cả Jason, lúc nãy biết kể với Jason là bé mỗi lần ra biển là hay chơi trò nhảy sóng á. Bố với cả cậu của Bích là hay cho Bích với cả em chơi trò nhảy sóng. Nhưng mà thực sự là nhìn mấy cái sóng ở đây là thật phát khoảng thôi mọi người ạ. Bây giờ lớn rồi mình mới biết được cái sự nguy hiểm của nó. I'm talking about the wave here and like how we use to wave, you know, wave in the beach. On the beach. If you're nervous, because all the things that live in there. I definitely have shoes, those water shoes. One time in Vietnam, I think I told you, I went really far out. It was a really calm ocean and everything. Uh-huh. It was so peaceful, and all of a sudden I got bit in my toe by a crab, and I must have ran back to land so quick. Hai vợ chồng Big sẽ kiếm một cái nhà hàng để chuẩn bị ăn tối. Bây giờ là what time is it? 5:30? 4:30? 4:30? Thì có lẽ là bởi vì hai vợ chồng Big ăn trưa cũng ít á. Thế nên sẽ ăn tối sớm một chút xíu. Bây giờ thì Jason đang tìm một cái nhà hàng. Thấy Jason kêu là ở đây rất là nhiều nhà hàng châu Á, cùng với cả nhà hàng Việt Nam nữa. Không biết là hôm nay là Jason sẽ chọn ăn món gì đây? Chọn ăn đồ Mỹ hay là đồ châu Á? Mọi người ơi, không
biết là Bích đã khoe với mọi người chưa, cái áo này, cái áo Bích đang mặc đây, cái này là của Jason mua cho Bích đâu mọi người ạ. Còn cái mũ nữa cơ. Cái áo này là chuyên để dành cho những người đi câu cá đấy. Fishing shirt. I'm telling everybody, you want me this shirt. Không nhận cái áo này là có nhiều công dụng lắm. Sáng nay đi câu cá nó, Bích cứ tưởng là sợ là lúc mà trời nóng lên á, mặc cái áo dài tay nó sẽ nóng, nhưng cuối cùng nó không hề nóng, nó rất là mát luôn đó mọi người ạ. Và lúc mà sáng sớm thì nó còn giữ nhiệt được nữa, thế nên là không bị lạnh. Nói chung là nó điều hòa nhiệt độ rất là ok. Lúc nãy ra ngoài biển hơi lạnh lạnh của cái áo này rất là ok luôn ạ. It has 50 SPF in it. Oh, really? Yeah. Oh, that's nice. Có cả cái này là sử dụng, cái này chắc là sử dụng sợi vải chống nắng như thế nào nữa không? 50 SPF, 50. Bây giờ thì hai vợ chồng Bích đang lái xe để đi tới địa điểm ăn tối. Ngày hôm nay thì hai vợ chồng Bích quyết định là sẽ đi ăn cái gì đó đơn giản thôi, bởi vì cũng không ăn mặc đẹp gì hết á. Thế nên là sẽ chọn là đi ăn pizza. Bây giờ thì hai vợ chồng bắt đầu, hai vợ chồng Bích tới nơi sẽ, Bích sẽ quay cho mọi người coi nha. Mọi người ơi, hai vợ chồng Bích đã tới nơi. Grand Wood Fire Pizza. Ok, let's go eat. Oh, this is the door, babe. Cái menu của quán đây. Có rất là nhiều những cái loại pizza cũng khá là ngon. Họ nói với Bích là có cái này là sử dụng white sauce này. Cái này là local là sử dụng tomato sauce này. Hai cái đấy là khá là nổi tiếng ở đây. Còn đây veggie toàn bộ cũng khá là nổi tiếng. Bích không ngờ là cái quán pizza này họ có cả menu sử dụng, phục vụ đồ uống có cồn như là cocktail này, xong rồi cả wine, cả rượu, cả bia nữa. Bởi vì thường là các quán pizza nó không hay sử dụng, kiểu như là không hay phục vụ những cái đồ như vậy á. Hungry. Something called bacon fat crust. What is that? Don't tell me they have bacon. Oh, it's the bacon. Món đầu tiên đã ra rồi mọi người ơi, salad. Wow, cái chỗ pizza này họ làm đĩa salad đẹp ghê luôn á. Nhìn trông rất là hấp dẫn. Thank you for food. Thanks for fun day. Bass fishing. I'll just wait until I catch my monster. But it's alright. We caught 55 fish and it was fun. Cha đã ăn xa lò rồi mọi người ơi. Pizza ở đây nhìn ngon quá. Yummy. Oh, can you get me one please? Mọi người ơi, Jason là chúa pizza, lúc nào cũng thích ăn pizza. Rắc một chút pepper, đấy là quá nhiều pepper. Với cả một chút parmesan cheese lên nữa là ok. You are so Italian, babe. I'm a professional. Yeah. Jason, bởi vì bà của Jason là người gốc Ý mọi người ạ. Mọi người cũng đã coi một cái video khi mà Bích qua nhà bà nói chuyện với bà cũng kể là bà là người gốc Ý á. Thế nên là mọi người, nhà Jason là cực kỳ mê pizza và spaghetti, meatball spaghetti. I tell everybody that like your family love pizza and spaghetti. It's good. Mọi người ơi, để kết thúc buổi tối ngày hôm nay thì hai vợ chồng Bích sẽ đi đến một nơi này để đã được dự đoán từ trước. Đây thì Bích sẽ cho mọi người coi. Ta-da! Đây là nơi hai vợ chồng Bích sẽ tới. Sweet Kiss ice cream. Như đã dự đoán thì hai vợ chồng Bích lại đi ăn kem. Jason là nghiện ăn kem lắm mọi người ạ. Wow, kem ở đây của họ là họ có cannoli. Nhưng mà cannoli của họ chắc là không thể đọ được bằng của Vince và Marianne á.
Okay. Oh, look at this yummy. Oh, the caramel. The caramel looks pretty good. Do you guys have any allergies I should be aware of? No. That should be good. Hope not. Oh, yeah. Oh, yeah, for sure. Oh, everything looks so good. So is this the ice cream? It's all the water. Oh. Interesting. Wow. Looks so good, my love. Người ơi, vậy là hai vợ chồng Bích đã... Đây là của Jason và đây là của Bích. Cái này thì không phải là ice cream, mà cái này là gelato, right? Gelato, yeah. Gelato là cái loại kem của Ý á mọi người. Thì nó ít sugar hơn này. Và họ không sử dụng whipping cream, mà họ sử dụng organic milk. Less sugar, less fat, và một số điểm nữa khác so với ice cream, nhưng mà nói chung là ăn ngon hơn ice cream bình thường rất là nhiều. Mình chọn hai vị dark chocolate, chocolate heaven and caramel. Mm-hmm. Yes. Okay, bây giờ hai vợ chồng Bích mời mọi người thưởng thức gelato cùng hai vợ chồng Bích nha. Video của ngày hôm nay thì Bích xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều khi luôn ủng hộ gia đình Bích trong thời gian qua. Và xin chúc mọi người có một tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người.